Xin chào cả nhà nha, đây là cái cảnh mà sáng phụ bí nhí bán thơm xong á mọi người, thì người rừng với lại bí nhí đi ăn sáng nè. Bữa nay người rừng tỉa lông, tỉa tỉa rau rồi gì xuống đồng bằng rồi. Chào cả nhà nha, thì hôm nay mình YouTube người rừng với đội nón đồng bằng đây con, với bé Nhi đang xíu ở này 110C Thân Phú, quận phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Này, đây, đây, con. Mỗi con kêu gì chưa? Con không có ăn, nãy ăn mưa bánh mì. Con không ăn hả? Dạ không, nãy ăn ổ bánh mì. Ăn ổ bánh mì rồi, bây giờ con... Mình kêu gì ăn thêm đi chứ? Giờ thấy nước. À, mình có ngại gì nữa đâu. Bây giờ là ăn hủ tiếu cả nhà ơi. Sáng đói rồi, đi từ Bình Dương trước đây giờ cũng gần 9 giờ rồi. Cái mình dậy sớm á. Dậy lúc 5 giờ xuất phát đi. Giờ là 9 giờ được 4 giờ đồng hồ rồi. Cũng đói. Thôi mời cả nhà ăn với mình nha. Nhí nó đen á, nó đội cái nón màu vàng lên nổi ghê luôn á. Đội nón màu vàng mà bạn áo màu đỏ. Nhí ơi, chào cô chú Nhí. Chào các cô chú. À, mọi người xem nè, người rừng ăn cá khác, cái tô to hơn người ta. Thường ta ăn tô 25 bánh, kêu tô tới 45 lần. Đúng rồi. Trong khi đó anh Huy Phú đó, anh ăn cái tô bí xiu 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 mà cái giò bự chà bá luôn à. Trời ơi. Rồi. Chết tôi luôn rồi. Cục giò ghe bự gì, nó chứ cái xiu à. Rồi, em quay cận cảnh cho mọi người xem nè, anh Huy Phú nè, cái tên đúng giống cái tên của anh luôn, Huy Phú nè, anh ăn à. Mì có chút xíu mà cái giò bự chà bá luôn. Giò heo nha mọi người. Còn anh người rừng nè, cái tô bự chà bá luôn. Em gạ bán anh luôn. Lâu lâu chúng phố á, gặp ông Tiếu mừng đó. Ăn nó to to à, trong rừng anh ăn cái gì anh? Ăn trái cây nhiều á. Trái cây à? Vậy là, trong rừng không có món này ha? Không có. Gì không ăn cái gì? À, coi hai anh em nè, trong khi đó anh Phước với lại em thì ăn đi xíu rồi. Lộn, ăn mấy con còn trả tiền xíu con. Bữa nay Nhi á, là Nhi đã bán được 835.000, là Nhi đã mời hủ tiếu xong mời qua chú Phương Dừa ăn sầu riêng. Sau đó mình đi uống trà sữa Nhi ha. Nhi ăn đi con, trả tiền đi con. Bây giờ mình tạm ngừng gián đoạn xíu mình ăn sáng ha. Tí nữa mình sẽ dìm hàng anh người rừng uống nước luôn nha mọi người. Ở lâu người rừng xuống dưới đồng bằng á. Ở người rừng không ngại gì luôn á. Đâu không dám ngại gì ở trên... Trong rừng trong rú ăn cắm sú cắm heo. Cái này bị dìm hàng lắm. Các bạn thử nghĩ đi. Dạ, cái con trời con mới nói là mai mốt con đưa dưới 100, 200 bạn tính đi. Không có không tính đi. Đúng rồi. Không cứ nói con đó hoặc là người ta tin người ta đi đổi. À. Ông bán cái 100 cây. Ủa sao không dùng cho bé trước? 500 ngàn. Ủa bé đây nè. Thực sự cảm rất là buồn. Thực sự cảm rất là buồn. Cảm ơn ông nha Nhi. Này lần cho cô trước này con sao? Rồi Nhi cảm ơn ông. Rồi con ăn ra đây con review cho cô Duyên xem coi. Còn bé bán thơm. Rồi. Còn bé bán thơm ở đây review nè. Nó làm bằng đường hả sư thầy? Cô Duyên chứ. Cô Duyên. Ừ, bằng đường con. Cái cây kẹo bông này nè, nếu mà con cầm mà con chạy một mạch đó là nó sẽ tiêu thành một cái cây. Thử không? Con chạy một vòng đây là nó tiêu hết luôn. Như hồi nhỏ cô Duyên chơi ngu lắm, cô Duyên không có biết xong cầm á mua được cái kẹo bông á xong mừng á cầm chạy về nhà khoe với mẹ đâu, ai về về tới nhà còn cái que không à con hả người rừng người rừng người rừng ăn biết cách thế nào ăn có lẹ không ở trong rừng không có cái này không có hả ủa vậy là trong rừng không có này ai có trong rừng trong rú có cắm sú cắm heo thôi đúng không trong rừng chỉ ăn trái cây với khỉ thôi giờ chú ăn miếng này chú cảm nhận cho cô chú đi cái này lần đầu tiên mình chú cố mình ăn đi các bạn cái này cũng có bắt đầu ăn anh nói rồi chứ người rừng á là mất tuổi thơ
họ không có tuổi thơ. Nhưng mà anh không, người rừng có một cái tuổi thơ, anh biết tuổi thơ gì không? Người rừng có tuổi thơ đó là ở chuồng tắm mưa lấy cái nồi đồ trên đầu tắm chết. Trời, không có đánh trúng mình rồi, trúng cái nồi thôi. Đó. Nó dẫn điện cũng chết bình thường. Thôi giờ mời các bạn ăn với mình nha. Đây là kẹo bông gòn của chú Năm. Kiểu như nó ngọt ngọt á. Ngọt mà ăn nó phao phao cái miệng này ngon á. Vậy là ở trong rừng không có đường. À đúng rồi, không có đường. Ăn mía có mấy con voi nó bỏ rồi mà. Không con. Dĩ ơi, con đừng có lấy cái tay mút mút như vậy. Ừ, ăn mà mình thèm luôn á. Má ơi, má ơi, má ơi, nhiều khi mình thấy người gần á, mình phải suy nghĩ lại cái giới tính. Cái này anh được nha. Không, anh nói thiệt, anh nói rất nghiêm túc luôn, mình phải suy nghĩ lại cái giới tính. Giới tính sao, giới tính sao? Người rừng men nào qua à? À. Nó tự tan luôn đúng không? Tự tan ra đường. Đúng rồi, thôi các bạn ở gần khu vực của quận 4, 9, quận 8 á, gặp chỗ chú Năm nè, cái mùa thọ chú Năm. Mỗi cây này như 3.000 anh nha. 3.000. Không, cái này còn 1.000 anh, nãy giờ anh ăn còn có 1.000 thôi. Anh ăn nãy giờ rồi 3.000. Mình mua về làm quà cho em, cháu, con trong nhà gì đó để ủng hộ chú Năm. Không múc như vậy nữa. Rồi sao cái của mình là giờ mình vô mình mua hết cho chú Năm rồi đúng không? Rồi chào con, bây giờ rồi.